cùng toàn thể khán giả nhiệt liệt chào đón câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ bóng đá Nam Định ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, đây là những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Pleiku, nơi chuẩn bị diễn ra cuộc đối đầu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 23 giải bóng đá vô địch quốc gia Nayoff 2022. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Nam Định. Đây là một trong ba trận đấu sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Bên cạnh cuộc đối đầu giữa những cầu thủ mà chúng ta đang được nhìn thấy trên màn hình, thì còn có những màn so tài đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel sẽ đọ sức với Topeland Bình Định. Nếu như cuộc đối đầu trên sân hàng đấy sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đua tới chức vô địch, thì màn so tài mà chúng ta chuẩn bị được theo dõi cũng sẽ có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua tránh xuất xuống hạng ở mùa giải năm nay. Ở những trận đấu đã diễn ra vào ngày hôm qua, SHB Đà Nẵng đã vượt qua câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 1-0, trong khi câu lạc bộ Hải Phòng chia điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 1-1. Và những kết quả này đã góp phần để giúp cho SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa chính thức giành quyền trụ hạng. Trong khi đó, thất bại trước câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã khiến cho câu lạc bộ Sài Gòn tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Và đó sẽ là thời cơ để câu lạc bộ Nam Định, một đội bóng đang có được cách biệt chỉ là một điểm với câu lạc bộ Sài Gòn, có thể bứt lên với điều kiện thầy chó huấn luyện Vũ Hồng Việt có được một chiến thắng trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Lúc này những áp lực với huấn luyện viên Kitty Sắc là rất lớn khi mà đội chủ sân Pleiku bước vào trận đấu ngày hôm nay với chuỗi 10 trận đấu liên tiếp không thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường. Giờ sẽ là lúc mà nhạc cầm quân người Thái Lan phải cho thấy được bản lĩnh của mình. Đây là tổ trọng tài sẽ làm nhiệm vụ trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài chính ông Nguyễn Đình Thái, các trợ lý số 1 ông Nguyễn Lâm Minh Đăng và trợ lý trọng tài 2 là ông Nguyễn Thành Trung. Trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Ngọc Châu. Việc câu lạc bộ Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có được chiến thắng ở vòng đấu này cũng đồng nghĩa với việc Hoàng Anh Gia Lai sẽ chính thức giành quyền trụ hạng nếu như họ vượt qua được câu lạc bộ Nam Định. Và đây là 11 cầu thủ được huấn luyện viên trưởng Kitty Sắc đặt niềm tin cho mục tiêu giành chiến thắng trước câu lạc bộ Nam Định. Chúng ta có những cầu thủ gồm có số 2 Lê Văn Sơn, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Trần Minh Vương, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Nguyễn Công Phượng, số 17 Vũ Văn Thanh, số 20 Trần Bảo Toàn, số 26 thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, số 30 Washington Brandao, số 40 Ansehi và số 94 là Mauricio. Ngày hôm nay thì Văn Thanh sẽ là người mang tấm băng đội trưởng của đội chủ nhà. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là ông Kitty Sắc, một nhà cầm quân đã giành được rất nhiều những thành công, rất nhiều những vinh quang cùng với các đội tuyển quốc gia của Thái Lan, nhưng bây giờ thì lại đang gặp khó khăn và đang đối mặt với những thách thức rất lớn tại Hoàng Anh Gia Lai. Và đây là đội hình xuất phát của câu lạc bộ Nam Định trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ gồm có số 2 Đinh Viết Tú, số 7 Phạm Minh Nghĩa, số 8 Nguyễn Đình Sơn, số 9 Hoàng Xuân Tân, số 11 tiền đạo Rodrigo Diaz, số 16 Nguyễn Đình Mạnh, số 18 Đoàn Thanh Trường, số 39 Trần Trung Hiếu, số 66 đội trưởng Nguyễn Hạ Long, số 80 Victor Masare và số 82 là thủ môn Trần Liêm Điểu. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ có một ngày trở lại sân Pleiku thực sự đáng nhớ. Ông đã từng là thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, giành được những chức vô địch quốc gia. Và ngày hôm nay nhiệm vụ của ông sẽ là đối đầu với chính đội bóng cũ của mình. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sẽ sử dụng trong bộ trang phục màu vàng và bảo vệ cầu môn phía bên tay trái màn hình của quý vị. Câu lạc bộ Nam Định trong bộ trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên tay phải. Những phút thi đấu đầu tiên và chúng ta đã thấy được sự khó chịu trong lối chơi của câu lạc bộ Nam Định.
ngày hôm nay thì Mauricio tiếp tục là cái tên nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Kiatisak. Cầu thủ này đã thi đấu gần như trọn vẹn tất cả những trận đấu đã qua của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù đang trải qua chuỗi 10 trận đấu liên tiếp không thể giành chiến thắng, thế nhưng đây là một cuộc đối đầu mà Hoàng Anh Gia Lai cũng được đánh giá rất cao cho nhiệm vụ chấm dứt chuỗi trận đáng buồn của mình. Bên cạnh yếu tố sân nhà thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai còn có một điểm tựa khác từ lịch sử, khi mà trong 21 lần đối đầu giữa hai đội, Hoàng Anh Gia Lai chiếm ưu thế với 12 chiến thắng. Lần gần nhất mà hai đội gặp nhau ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có một kết quả hòa không đều khi rời sân Thiên Trường. Tiếng còi đã cất lên và đã có tình huống việt vị của Hồng Duy. Đây không phải là một mùa giải mà Hồng Duy cho thấy được phong độ tốt nhất của mình, giống như rất nhiều những người đồng đội khác như Công Phượng hay Văn Toàn. Đã có những đồn đoán về việc Hồng Duy sẽ chuyển đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Và thực hư như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ phải nhờ thời gian mới có được câu trả lời. Chỉ biết rằng cho tới lúc này thì Hồng Duy cùng với rất nhiều những người đồng đội quen thuộc đang phải nỗ lực trong từng trận đấu để có thể lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ. Trước trận đấu này thì Văn Thanh chính là người đã ghi bàn vào lưới của Topelen Bình Định và giúp cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có được một điểm cách đây ít ngày. Đó là một trận đấu có rất nhiều những tranh cãi với hai quả penalty dành cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Một trong số đó đã bị Công Phượng bỏ lỡ, một tình huống dứt điểm theo kiểu Panenka, nhưng đã bị thủ môn Đặng Văn Lâm bắt bài. Ngày hôm nay thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ chào đón sự góp mặt của Tuấn Anh. Anh sẽ xuất phát trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Xuân Trường sẽ là người góp mặt và trở lại trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Còn Tuấn Anh ngày hôm nay không được đăng ký. Tuấn Anh đã gặp chấn thương và đã bỏ lỡ buổi tập vừa qua của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hôm nay thì thủ môn Trần Liêm Điều sẽ thay thế cho gương mặt kỳ cựu Đinh Xuân Việt để chấn giữ khung thành cho câu lạc bộ Nam Định, và sẽ là một ngày làm việc rất vất vả với thủ môn này khi mà Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu rất nhiều những ngôi sao tấn công có thể nói là hàng đầu Việt Nam. Một tình huống phá bóng không thực sự tốt của cầu thủ người Hàn Quốc An Se-hee. Ngày hôm nay thì An Se-hee đã được lựa chọn cho suất ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai và khiến cho tiền đạo Bruno Enrique không được đăng ký. Bruno Enrique đang phải ngồi trên khán đài. Và dù mới chuyển tới Hoàng Anh Gia Lai, thế nhưng cựu cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đã để lại được những dấu ấn và có cho mình hai pha lập công. Trọng tài xác định đã có tình huống phạm lỗi. Một quả đá phạt dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Người bị phạm lỗi là Trần Bảo Toàn. Vẫn là một bầu không khí sôi động của các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai trên khán đài sân Pleiku. Dù cho ở những vòng đấu gần đây thì số lượng cổ động viên của đội chủ nhà tới sân cũng đã giảm đi đáng kể. Một thống kê là ở những trận đấu đầu mùa, Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên đón tới hơn 10.000 cổ động viên, nhưng con số đó đã lần lượt giảm đi. Và ở trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An, số lượng cổ động viên của đội chủ nhà chỉ còn là 3.000 mà thôi.
một tình huống triển khai bóng tốt của câu lạc bộ Nam Định. Đó là tình huống mà Victor Mansaray đã dạt biên. Cơ hội cho Hoàng Anh Gia Lai Công Phượng. Bóng đến chân của Văn Toàn, cố gắng để tìm kiếm đồng đội. Đưa bóng vào trong. Đó là một tình huống tạt bóng sớm của Công Phượng. Và nỗ lực đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai được hưởng một quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Người thực hiện quả đá phạt góc này vẫn là Công Phượng. Đánh đầu không vào. Một tình huống treo bóng có điểm rơi tốt của Công Phượng dành cho trung vệ Mauricio. Chiều cao 1m94 đã giúp cho cầu thủ mang số áo 94 chiếm lĩnh được lợi thế trên không và có được một tình huống dứt điểm tương đối nguy hiểm. Đó là một lời cảnh báo cho khung thành của thủ môn câu lạc bộ Nam Định. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Bóng đi có độ cuộn rất khó chịu. Bình Tuấn Linh. Vẫn đang là những đường triển khai bóng nhuần nhuyễn và cố gắng tìm ra kẽ hở của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đường truyền lên của An Sehi. Đó là một tình huống cản phá rút mạnh. Lúc này thì Văn Thanh đang chơi khá cao. Đó là một phương án mà huấn luyện viên Kazisak đã tính tới cho mục tiêu tiếp cận khung thành của các vị khách. Bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà Văn Sơn. Mauricio. Hôm nay thì An Sehi và Văn Thanh sẽ là những người chiếm giữ hành lang cánh phải của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây là Hồng Duy. Hồng Duy cố gắng xử lý kỹ thuật cá nhân trong phạm vi hẹp. Rất bình tĩnh. Nguy ở đưa bóng vào trong không vào. Người vừa có tình huống chạm bóng có lẽ là Washington Randall. Washington Randall đã có một tình huống thoát đi rất nguy hiểm. Hơi đáng tiếc một chút khi quả đưa bóng vào trong của anh. Bóng lại đi hơi sâu. Công Phượng đã sẵn sàng xâm nhập vòng cấm để cố gắng tiếp cận trái bóng nhưng đã không thành công. Trận đấu đang trôi về phút đấu thứ 10 và Hoàng Anh Gia Lai đang là đội bóng sở hữu nhiều cơ hội hơn. Rõ ràng thầy trò Livien Kisak rất mong muốn có được một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Công Phượng tiếp tục là một tình huống dứt điểm. Vẫn còn Văn Toàn. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã ngã trong vòng cấm nhưng đó không thể là một tình huống penalty. Văn Toàn đã có cho mình 5 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Thế nhưng đây cũng không phải là giai đoạn mà Văn Toàn thể hiện được hết những phẩm chất của mình. Vẫn có một thứ gì đó rất vô duyên của Văn Toàn trước khung thành. Lần gần nhất mà Văn Toàn lập công tại đấu trường V-League đã là từ tháng 9. Một giai đoạn khô hạn bàn thắng với Văn Toàn. Công Phượng cũng đang trong một hoàn cảnh tương tự và đó là lý do vì sao mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lúc này đang là đội bóng có được số lượng bàn thắng có thể nói là ít nhất của V-League 2022.
cái tên có được ít bàn thắng hơn so với Hoàng Anh Gia Lai chính là đối thủ của họ ngày hôm nay, câu lạc bộ Nam Định. Bóng trở lại với các cầu thủ áo trắng. Rodrigo Diaz. Bóng được mở sang bên phía cánh phải. Những ý đồ chuyền bóng vừa rồi là hơi lộ liễu của Đoàn Thanh Trường. Văn Thành. Văn Toàn cố gắng sử dụng tốc độ để vượt qua đối thủ nhưng đã không thành công. Hạ Long là người đã chơi tỉnh táo trong pha bóng vừa rồi, trong vai trò của một người đội trưởng thì trọng trách của Hạ Long ngày hôm nay sẽ là rất lớn. Khá tốt. Hồng Duy vừa rồi đã bó vào khu vực trung lộ. Trung Hiếu. Rodrigo Diaz. Văn Sơn đã có một tình huống cắt bóng rất tỉnh táo. Cơ hội cho Hoàng Anh Gia Lai. Có vẻ như bóng đã chạm tay. Đúng là như vậy. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã cắt còi và thổi phạt đối với Washington Brandao. Tình huống khống chế bóng không thực sự như ý của Washington Brandao. Mùa này thì Washington Brandao mới chỉ có được cho mình 2 bàn thắng. Và so với những gì anh đã thể hiện ở mùa giải năm ngoái, mùa giải mà Washington Brandao được coi là một mảnh ghép hoàn hảo trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Katie Sack, thì rõ ràng là cầu thủ này đang không còn là chính mình. Một tình huống va chạm mạnh của cầu thủ hai đội. Nguyễn Đình Mạnh đã có tình huống va chạm bằng đầu với Văn Thanh. Văn Thanh lúc này vẫn đang bị đau và chưa thể tiếp tục thi đấu. Bây giờ thì những sự cổ vũ của các cổ động viên sẽ trở thành điểm tựa rất quan trọng với Hoàng Anh Gia Lai. Một điều mà tưởng như đội bóng này đã đánh mất đi sau những thất bại liên tiếp trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Sông Lam Nghệ An ngay trên sân nhà. Trước trận đấu này thì truyền thông Thái Lan cũng đã nhắc tới huấn luyện viên Katie Sack cùng với những áp lực mà ông đang phải chịu đựng ở Hoàng Anh Gia Lai. Giờ là lúc mà nhà cầm quân người Thái Lan sẽ cần phải phát huy được điểm mạnh của mình. Đó là việc khích lệ tinh thần và vực dậy tâm lý cho các học trò. Mauricio. Trần Trung Hiếu. Rodrigo Diaz. Phạm lỗi. Văn Thanh đã phạm lỗi với đối thủ. Mặc dù mới trở lại sau khoảng 2 tháng dưỡng thương, thế nhưng ngay lập tức Rodrigo Diaz đã để lại được dấu ấn với bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ BKMX Bình Dương ở vòng đấu trước. Bàn thắng giữ lại một điểm cho câu lạc bộ Nam Định. Một tình huống treo bóng vào trong.
Rodrigo Diaz hồi đầu mùa giải năm nay đã từng có nguy cơ bị ban lãnh đạo câu lạc bộ Nam Định thanh lý hợp đồng. Thế nhưng cho tới lúc này thì anh vẫn được giữ lại, và sự trở lại của cầu thủ người Brazil giờ đây lại trở thành một điểm tựa tinh thần rất lớn đối với câu lạc bộ Nam Định trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Hồng Duy, bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Ansehi. Ngay lập tức có ít nhất hai cầu thủ đứng trước mặt Văn Thanh và khiến cho cầu thủ này không thể có được một đường chuyền lên tuyến trên. Văn Sơn đỡ bóng rất tốt, nhưng trọng tài xác định Văn Toàn đã phạm lỗi. Trần Trung Hiếu, chưa có được một pha bóng phối hợp nào thực sự rõ nét bên phía câu lạc bộ Nam Định kể từ đầu trận. Thay vào đó vẫn là những giây phút mà đội bóng áo trắng phải gồng mình lên để chống đỡ trước sức ép mà Hoàng Anh Gia Lai đang tạo ra. Hồng Duy, Minh Vương, một tình huống chuyền bóng rất đẹp mắt của Minh Vương. Văn Toàn phối hợp 1-2 với Văn Thanh nhưng đã không thành công. Vẫn đang là Văn Toàn, phạm lỗi rồi. Sẽ là một quả đá phạt rất nguy hiểm dành cho đội chủ nhà. Một quả đá phạt chếch sang cánh phải theo hướng tấn công của Hoàng Anh Gia Lai. Nỗ lực tranh cướp bóng và tốc độ của Văn Toàn là điều đã khiến cho cầu thủ của câu lạc bộ Nam Định buộc phải phạm lỗi. Công Phượng hoàn toàn có thể ghi bàn ở một cự ly như thế này. Niềm hy vọng có thể cũng sẽ được đặt lên cái chân trái của Hồng Duy. Đó là bộ đôi đang đứng trước bóng của Hoàng Anh Gia Lai. Vẫn đang là những sự tính toán kỹ lưỡng. Mỗi bàn thắng vào lúc này đều sẽ rất quý giá với Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng là người thực hiện quả đá phạt tình huống treo bóng vào trong nhưng đã không thành công. Phản công nhanh cho câu lạc bộ Nam Định. Rodrigo Diaz không được phép lợi thế dành cho các vị khách. Đưa bóng khá tốt. Đường chuyển của Đình Mạnh, Hạ Long. Có thể thấy các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã lùi về rất nhanh để tổ chức phòng ngự. Và tình huống tấn công của câu lạc bộ Nam Định đã bị chia cắt một cách khá đơn giản, nguy hiểm. May mắn cho Hoàng Anh Gia Lai là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã băng ra kịp thời. Công Phượng phối hợp với Văn Thành. Nhưng cầu thủ đã quá hiểu nhau trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển quốc gia. Bóng tới chân của Minh Vương. Đỡ bóng rất dinh. Vẫn đang là Văn Thành. Minh Vương, không có một người đồng đội nào di chuyển để đón đường chuyền vừa rồi. Vẫn đang trong tầm kiểm soát của Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thành, một quả tạt bóng rất khó chịu. Thủ môn Liêm Điều đã phải bay người. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả tạt bóng của Văn Thanh.
An Sei sẽ là người thực hiện quả ném biên cho đội chủ nhà. Hôm nay thì Hữu Tuấn không đá chính ngay từ đầu và cơ hội nhường chỗ cho An Sei không có tình huống phạm lỗi. Rất khó khăn khi mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã vây giáp và ngay lập tức áp sát. Tình huống áp sát vừa rồi là của Minh Vương và người đã bị phạm lỗi là Victor Mansa đây. Hoàng Anh Gia Lai đang kiểm soát rất tốt khu vực trung tuyến. Các cổ động viên Nam Định cũng đã trải qua một hành trình xa xôi để có mặt tại Pleiku. Và chắc chắn điều mà họ muốn chứng kiến là một tinh thần quật khởi của thầy chó luyện viên Vũ Hồng Việt, giống như những vòng đấu đã qua. Những sự thể hiện của câu lạc bộ Nam Định thậm chí cũng khiến cho nhiều cổ động viên trung lập cảm thấy tiếc nuối nếu như đội bóng này phải xuống hạng. Bây giờ sẽ là một cơ hội cho câu lạc bộ Nam Định. Một quả đá phạt và có thể Đinh Viết Tú sẽ hướng trái bóng tới vị trí của Rodrigo Diaz. Cầu thủ có chiều cao lên tới 1m90. Đưa bóng vào trong. Nguy hiểm. Rất may cho Hoàng Anh Gia Lai. Tiếp tục là một tình huống nữa mà thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã chơi xuất sắc. Câu lạc bộ Nam Định có thể bị đánh giá thấp hơn. Thế nhưng họ cũng đang có những cơ hội cho riêng mình, đặc biệt là ở những tình huống cố định như thế này. Đó là một tình huống đá phạt có ý đồ với người đã thoát xuống, đó là Phạm Minh Nghĩa. Tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Nam Định. Những cầu thủ có chiều cao rất tốt đều đã có mặt trong vòng cấm. Và trọng tài Nguyễn Đình Thái đang phải có những nhắc nhở với các cầu thủ hai đội. Quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Nam Định. Đánh đầu không được. Rodrigo Diaz đưa bóng vào trong. Tình huống đưa bóng vào trong là quá sâu. Thời cơ đã qua đi với câu lạc bộ Nam Định. Lúc này thì Minh Vương đang là người chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai và chủ yếu tham gia vào nhiệm vụ điều phối bóng. Thêm một lần nữa thì Văn Thanh bị phạm lỗi trước những đối thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo và khả năng qua người tốt của Hoàng Anh Gia Lai, thì phạm lỗi đang là lựa chọn được các hậu vệ của câu lạc bộ Nam Định đưa ra. Người vừa phạm lỗi là Nguyễn Đình Sơn. An Sehi. Liên tiếp là những tình huống đảo cánh của Hoàng Anh Gia Lai. Lúc này thì nó vẫn chưa cho thấy được sự hiệu quả. Đưa bóng vào trong. Một tình huống chọn điểm rơi tốt của thủ môn Trần Liêm Điều. Trần Liêm Điều năm nay mới 21 tuổi. Cầu thủ môn còn rất trẻ. Người vừa có tình huống nỗ lực đưa bóng vào là Trần Bảo Toàn. Thank you.
Một tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm và trọng tài đã rút ra một tấm thẻ vàng. Tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay dành cho Minh Vương. Một tình huống va chạm mạnh. Và lúc này đang có một cầu thủ của câu lạc bộ Nam Định bị đau nằm trên sân, đó là Nguyễn Đình Mạnh. Nếu không phạm lỗi ở pha bóng vừa rồi thì chắc chắn sẽ có những sóng gió nhất định với khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Một tình huống tranh chấp theo kiểu 50-50. Nhưng pha vào bóng của Minh Vương là quá mạnh. Hy vọng rằng cầu thủ của câu lạc bộ Nam Định Đình Mạnh vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Anh đang cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Rõ ràng về mặt lực lượng thì huấn luyện viên Kety Sắc đang có một lứa học trò mà phần đông khoác áo đội tuyển quốc gia và có trình độ nhỉnh hơn hẳn so với những gì mà câu lạc bộ Nam Định đang sở hữu cho tới lúc này. Tuy nhiên thì những kết quả không tốt đang khiến cho tâm lý của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bị ảnh hưởng và dẫn tới việc những đôi chân của họ trở nên nặng nề hơn. Ở chiều ngược lại thì câu lạc bộ Nam Định vốn đã quá quen với cuộc đua trụ hạng ở những vòng đấu liên tiếp vừa qua. Vậy nên đội bóng này tỏ ra rất quyết tâm và rất trung kiên với mục tiêu của mình. Một quả đá phạt từ rất xa, không vào, rất nguy hiểm. Một quả đá phạt rất đáng chú ý của câu lạc bộ Nam Định. Xuân Tân là người đã có một tình huống dứt điểm. Một tình huống sút phạt có lẽ là đã gây ra rất nhiều bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng xem lại một quả đá phạt ở một khoảng cách rất xa, bóng đi rất căng. Và nếu như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không cản phá xuất sắc thì có lẽ là mảnh lưới của Hoàng Anh Gia Lai đã rung lên. Có vẻ như bóng cũng đã chạm vào cột dọc khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Nếu như bóng đi vào lưới thì đó sẽ là một bàn thắng rất đẹp mắt. Và có thể sẽ là ứng cử viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa giải năm nay. Vẫn tiếp tục là Trung Hiếu và Rodrigo Diaz đang có những va chạm với Mauricio. Đinh Viết Tú vẫn chưa thể thực hiện quả đá phạt góc của mình. Và có vẻ như một cầu thủ của câu lạc bộ Nam Định sẽ phải rời sân, đó chính là người vừa bị phạm lỗi, Nguyễn Đình Mạnh. Cầu thủ mang áo số 16 sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Sẽ phải có một sự thay đổi người bất đắc dĩ của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Đình Mạnh vẫn đang bước đi một cách tập tễnh. Một trận đấu quan trọng như thế này, việc phải thay đổi nhân sự vì lý do chấn thương là điều mà không một huấn luyện viên nào mong muốn. Nhưng đó là điều mà huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ phải thực hiện. Một khuôn mặt có phần lo lắng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Phạm lỗi rồi. Trọng tài xác định cầu thủ của câu lạc bộ Nam Định đã va chạm và phạm lỗi, đó là Trần Trung Hiếu. Bóng vào trong không được. Minh Vương. Lúc này thì hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định đang được tổ chức kín kẽ. Vậy nên Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu phải sử dụng nhiều hơn những tình huống đột phá cá nhân.
một quả ném biên dành cho đội khách. Rodrigo Diaz sau khi đã có lời qua tiếng lại với Anzehi vừa rồi có vẻ như đã có một tình huống trả đũa. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Công Phượng đang ở một tư thế khá trống trải, vẫn đang là cầu thủ mang áo số 10. Bóng được mở sang cánh phải cho Văn Thanh, không phối hợp với Văn Toàn. Đây là Bảo Toàn. Bảo Toàn cũng đã bắt đầu di chuyển vào khu vực trung lộ và chờ đợi những đường truyền xuyên tuyến của các hậu vệ. Anzehi, tình huống truyền ra là hơi nhẹ của Văn Thành. Nỗ lực tranh cướp bóng thành công của Rodrigo Diaz. Victor Mansaray, Minh Nghĩa và Washington Van Đào. Như vậy là câu lạc bộ Nam Định đã có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 23 là Phan Văn Hiếu vào sân để thay thế cho Nguyễn Đình Mạnh gặp chấn thương. Sau những phút đầu trận tổ chức dồn ép đối thủ và có được những cơ hội nguy hiểm thì Hoàng Anh Gia Lai lúc này lại đang có phần trùng xuống. Những đường lấy bóng của họ chưa cho thấy được nhiều những sự đột biến. Minh Vương, Công Phượng cũng đã lùi về rất sâu để cố gắng đưa trái bóng lên tuyến trên. Nỗ lực đột phá cá nhân của Minh Vương rất tốt. Văn Toàn, vẫn đang là Văn Toàn, không dứt điểm. Hồng Duy đưa bóng vào trong, không vào. Đáng tiếc cho Hoàng Anh Gia Lai, nhưng đó là một pha phối hợp mà huấn luyện viên Katisak có lẽ sẽ cảm thấy hài lòng. Trái bóng được luân chuyển một cách nhuần nhuyễn. Một tình huống mà Minh Vương và Công Phượng đã bất ngờ hoán đổi vị trí cho nhau. Công Phượng là người lùi sâu, còn Minh Vương bất ngờ xâm nhập vòng cấm. Và điều đó đã gây ra những sự rối loạn nhất định. Washington Brandao là người đã có tình huống tiếp cận trái bóng cuối cùng. Công Phượng sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng đánh đầu, 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy là tỷ số đã được mở. Anzehi là người đã mang về bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Và cùng với đó là niềm vui của các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai trên khán đài. Niềm tin đặt vào hậu vệ người Hàn Quốc đã được đền đáp. Huấn luyện viên Ketisak đã chọn Anzehi để thay thế cho Bruno. Và anh đã đền đáp lại niềm tin của nhà cầm quân người Thái Lan. Một bàn thắng rất quan trọng đối với Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng là người thực hiện quả đá phạt góc. Và cầu thủ mang áo số 40 đã có được một tư thế khá trống trải. Khung thành cũng đã gần như rộng mở đối với Anzehi. Và việc còn lại của anh là rất đơn giản. Đã có những sai lầm trong việc theo kèm người của các hậu vệ áo trắng. Và ngay lập tức họ đã phải trả giá. Tỷ số là 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút thứ 36. Cuối cùng thì đội bóng được đánh giá cao hơn đã có được điều mình cần.
Bàn thắng mở tỷ số chắc chắn sẽ giúp cho phần còn lại của trận đấu ngày hôm nay trở nên hấp dẫn hơn. Hoàng Anh Gia Lai sẽ không muốn dừng lại ở một chiến thắng 1-0. Còn câu lạc bộ Nam Định, đội bóng này cũng sẽ phải dồn lên. Không được. Hồng Duy. Văn Thành. Tình huống phất bóng dài của An Si dành cho Văn Toàn. Câu lạc bộ Nam Định vẫn đang cố gắng để đưa ra một câu trả lời. Đường truyền không thực sự tốt. Văn Thành. Văn Toàn. Victor Mansaray. Tốc độ của cầu thủ áo số 80. Nhưng Bảo Toàn đã kịp thời lùi về và hỗ trợ cho các đồng đội. Đường truyền tốt của Văn Toàn. Tình huống đua tốc độ của Hồng Duy nhưng anh đã không thành công. Bóng trở lại với các cầu thủ áo trắng. Nhưng đường truyền sau đó thì lại sai địa chỉ. Văn Thành. Cánh phải thường xuyên là hướng lên bóng chủ đạo của Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó thì đội bóng này cũng đan xen những tình huống chuyển cánh. Đường mở bóng của Văn Thành. Hạ Long là người đã hóa giải được đường truyền vừa rồi. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Nam Định thiếu vắng đi một cầu thủ cũng rất dày dạn kinh nghiệm, một người thường xuyên đá chính cho câu lạc bộ Nam Định là Alisson vì chấn thương. Những âm thanh cổ vũ của các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai đã trở nên rộn ràng hơn. Hơn lúc nào hết thì họ cần một chiến thắng và một màn thể hiện đỉnh đạt của thầy trò huấn luyện viên Kety Sắc. Tiếp tục là quả đá phạt góc của Công Phượng. Dứt điểm thứ hai không được. Tình huống dứt điểm đã không trúng bóng. Mansaray. Mansaray đã cố gắng để đưa trái bóng sang bên cánh đối diện. Nhưng anh đã không thành công. Một quả treo bóng rất sâu của Đinh Sơn. Bóng bổng vẫn đang là phương án tấn công được câu lạc bộ Nam Định sử dụng rất nhiều kể từ đầu trận. Đinh Viết Tú. Phan Văn Hiếu đã mang về cho câu lạc bộ Nam Định một quả ném biên. Mansaray.
không thể thoát ra khỏi sự theo kèm của hai cầu thủ áo vàng. Còn khoảng hơn 5 phút nữa thì hiệp 1 của trận đấu sẽ khép lại và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Viết Tú. Viết Tú đã cố gắng để có một tình huống vuốt bóng tầm xa. Đó là một tình huống chuyền về bình tĩnh của Hạ Long. Môn Liêm Điều và Hạ Long đã có được một tiếng nói chung ở pha bóng vừa rồi. Phan Văn Hiếu đang thi đấu khá tự do. Lúc thì anh xuất hiện ở hai cánh, khi thì anh có mặt ở khu vực trung lộ. Rodrigo Diaz, Trần Trung Hiếu. Mùa giải năm nay thì Trần Trung Hiếu đang đóng một vai trò rất quan trọng trong lối chơi của câu lạc bộ Nam Định. Kinh nghiệm của một cầu thủ từng nhiều năm thi đấu tại V-League đang góp phần giúp cho Trần Trung Hiếu trở thành ông chủ nơi tuyến giữa của các vị khách. Tiếp tục là một tình huống va chạm mạnh nữa của các cầu thủ hai đội. Ta sẽ cùng xem lại tình huống va chạm này. Một pha va chạm rất mạnh. Và Văn Sơn là người đang bị đau. Khó khăn đang chồng chất khó khăn đối với câu lạc bộ Nam Định. Một trận đấu mà họ quyết tâm có được điểm số trong cuộc đua trụ hạng thì bây giờ họ lại rơi vào thế bị dẫn bàn. Chúng ta đang được xem lại bàn thắng mở tỷ số của An Sehi. Tiếp tục là một quả đá phạt góc có điểm rơi rất khó chịu của Công Phượng. Và An Sehi với chiều cao tốt của mình đã có một pha bật nhảy và đánh đầu không thể chính xác hơn. Bàn thắng đầu tiên của An Sehi ở mùa giải năm nay. Đình Sơn là người đang đứng trước bóng. Câu lạc bộ Nam Định sẽ trông chờ nhiều vào những tình huống cố định. Một quả treo bóng của Đình Sơn. Rodrigo Diaz đang ngã trong vòng cấm nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Công Phượng pha đi bóng tốc độ và đầy quyết tâm của Công Phượng và đã có một tình huống kéo áo rất lộ liễu của Phan Văn Hiếu. Phan Văn Hiếu không còn một lựa chọn nào khác ở pha bóng vừa rồi ngoài việc phạm lỗi với đối thủ. Tốc độ rất nhanh của Công Phượng giống như một chiếc xe F1. Đẩy bóng và đua tốc độ với cầu thủ mặc áo số 23. Nếu không phạm lỗi thì sẽ là một cơ hội rất nguy hiểm dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Phan Văn Hiếu đã phải nhận một tấm thẻ vàng. Trận đấu đã bước sang những phút bù giờ của hiệp 1. Tiếp tục là một cú đánh đầu nguy hiểm nữa. Hoàng Anh Gia Lai đã có được bàn thắng mở tỷ số từ một cú đánh đầu. Và bây giờ thì họ lại tiếp tục có một cơ hội nguy hiểm. Một tình huống đánh đầu ngay sát khu vực 16m50. Tiếc rằng bóng đã đi ra ngoài khung thành. Trần Trung Hiếu. Viết Tú.
Phan Văn Hiếu đã phải nhận một tấm thẻ vàng nhưng anh vẫn đang thi đấu rất quyết tâm, nỗ lực dứt điểm của cầu thủ mặc áo số 23. Một tình huống ra chân ở khoảng cách khá xa của Trung Hiếu. Và đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên. 45 phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra với một thế trận tương đối hấp dẫn và cởi mở với những cơ hội rõ rệt của hai đội. Hoàng Anh Gia Lai là những người đã tận dụng tốt hơn những pha bóng mà mình có được và có được kết quả dẫn trước 1-0 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi trở lại với sân Pleiku để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Nam Định. Quang Hải! Paroi Maporoi! Hai đội bóng, hai màu sắc nhưng mang trong mình chung một lòng nhiệt huyết, chung một sức trẻ và chung một khát khao khẳng định vị thế. Sau 8 năm, một câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu lại tới Việt Nam. 19 giờ ngày 30 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Giang Hữu Quốc tế, đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, đội bóng hàng đầu nước Đức từng vô địch UEFA Champions League. Hai màu sắc chung một điểm hẹn, cùng trải nghiệm không khí bóng đá phong cách Bundesliga ngay tại Việt Nam. Trận đấu được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media. Vé chính thức được mở bán vào ngày 26 tháng 10 năm 2022. Khởi. Không được, vẫn là Di Mario. Dứt điểm. Vào. Cầu thủ ghi bàn không ai khác lại là hậu vệ phải Hồ Tấn Tài, người con của Bình Định. Sau rất nhiều năm không chơi cho đội bóng quê hương thì Hồ Tấn Tài đã trở về với Top Melem Bình Định. Và hôm nay một lần nữa anh lại ghi bàn. Bàn thắng thứ hai của Hồ Tấn Tài ở mùa giải năm nay. Thật sự Hồ Tấn Tài là một hậu vệ, nhưng cảm giác và không gian ghi bàn Hồ Tấn Tài thì thực sự là rất nổi bật. Sân Quy Nhơn gần như nổ tung sau bàn thắng vừa rồi của Hồ Tấn Tài. Ở mùa giải trước thì Hồ Tấn Tài là một hậu vệ, nhưng anh cũng đã có 3 bàn thắng tại V-League năm 2020 cho BKMX Bình Dương. Và mùa giải năm nay mới chỉ qua 4 vòng đấu thôi thì Hồ Tuấn Tài đã có cho mình 2 bàn thắng. Số bàn thắng mà nhiều tiền đạo còn phải ao ước. Quá đẳng cấp. Thật sự là quá đẹp. Các tiền đạo nếu xem tình huống dứt điểm này của Hồ Tuấn Tài thật sự thì còn phải học rất nhiều. Thí Sơn dứt điểm 3-2. Thêm một lần nữa hình ảnh này cho thấy sự thất vọng cực kỳ của huấn luyện viên Petrovic. Hoàng Anh đã khiến cho đôi chân của huấn luyện viên Petrovic không còn đứng được nữa, ông đã đổ sụp bên ngoài đường bít. Một tình huống dứt điểm từ tuyến này, không một cầu thủ đánh chặn nào của Đông Hoàng Thanh Hóa ngăn chặn. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng của Phi Sơn. Không một ai chọc kèm Lý Công Hoàng Anh cả. Các tiền vệ đánh chặn của câu lạc bộ Đồng bằng Thanh Hóa đã để quên Lý Công Hoàng Anh trong pha bóng này. Đó là vai trò của Hữu Dũng, là của Lê Phạm Thành Long và cả của Pinto nữa. Dứt điểm quá thoải mái luôn. Và ngay sau pha dứt điểm này, ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, huấn luyện viên Petrovic đứng không còn vững. Pha dứt điểm thực sự là quá hay. Đây là hình ảnh mà chúng tôi đang đề cập đến. Đó là sự thất vọng. Quốc Vương và Paulo Pinto. Quốc Vương!
của Quốc Phương. Đó là bàn thắng thứ 16 của Đông Á Thanh Hóa mùa này. Họ nằm vào trong top các đội bóng có hạng tấn công tốt nhất. Niềm vui của suýt các cổ động viên Thanh Hóa đang có mặt trên sân vận động Quy Nhơn. Và lần thứ hai liên tiếp trên sân nhà đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng bị đối phương vươn lên dẫn trước. Vẫn là một quả đá phạt. Vòng đấu thứ 9 là quả đá phạt của Hoàng Đức, câu lạc bộ Viettel. Và vòng đấu này là quả đá phạt trực tiếp của Quốc Phương. Môn Vũ Tuyền Quang đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được bàn thắng vô cùng đẹp mắt này. Đó là pha lập công thứ hai của Lê Quốc Phương mùa này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa bàn thắng của Lê Quốc Phương. Bóng đi vào góc khó. Ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Đông Á Thanh Hóa đã vượt lên. Của BKV Bình Dương, Tô Văn Vũ. Tô Văn Vũ xuất ra, tuyệt vời. Tuyệt vời. Đó là một cú đá rất bất ngờ. Ngay cả bản thân tôi cũng đã bất ngờ khi Tô Văn Vũ quyết định tung ra cú đá ở cự ly như vừa rồi. Một pha bóng mà cựu đội trưởng của BKV Bình Dương không thường xuyên thực hiện ở mùa giải năm ngoái. Nhưng lần này anh đã tự tin tung ra một cú đá rất kỹ thuật. Ở phút thứ 15, Tô Văn Vũ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Một pha ghi bàn đẳng cấp, rất kỹ thuật và đẹp mắt. Ở cú đá thứ hai của đội chủ nhà thì BKV Bình Dương đã có bàn thắng mở tỷ số. Thực sự là khó trách Thành Diệp trong pha bóng này. Tô Văn Vũ đã có một pha xử lý hay, rất quyết đoán. Một pha dẫn bóng và sút bóng theo đúng kiểu Ronaldo từ cánh trái, lắc vào trung lộ và tung ra cú đá mu lay má. Pha ra chân rất nhanh, bóng đi căng và lạng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lại cú đá này. Một cú đá đúng theo kiểu Ronaldo, bóng đi căng và sau đó thì cụp xuống một cách rất nhanh, vượt ra khỏi tầm. Ít phút trước chúng ta còn thấy Đình Châu nằm trên sân và cần đến sự Phạm Văn Đức. Nguy hiểm, tuyệt vời, siêu phẩm của Phạm Văn Đức, không thể có gì tả được với niềm vui của Văn Đức lúc này. Màn trình diễn có thể nói là 10 điểm trọn vẹn của Văn Đức, cho dù lúc này mới là phút thứ 65 của trận đấu. Một mình Phạm Văn Đức đã đánh bại LV Đà Nẵng với hai siêu phẩm. Trước sự bất lực của thủ thành Tuấn Mạnh, ngay cả việc mà đưa ra quyết định giảm dứt điểm ở vị trí mà Phạm Văn Đức đang có cũng là một điều quá tuyệt vời. Và không những thế, anh còn biến những suy nghĩ, những hành động của mình thành hiện thực một cách hoàn hảo. Bàn thắng quá đẹp của Phạm Văn Đức, cú cứa lòng mẫu mực về phía góc cao, bóng đập vét trong cột dọc và bắn thẳng vào lưới. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng Phạm Đức có thể dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Nhưng pha xử lý thực sự là mẫu mực và xem đi xem lại không biết chán. Chặt bóng bằng chân trái. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Hãy lặng im và chiêm ngưỡng. Cả hai bàn thắng của Phạm Đức đều là hội tụ của những tinh hoa. Một trận đấu như thế này thì họ sẽ nghiên cứu nhau rất kỹ. Xuân Trường, một công dành cho Hoàng Gia Lai. Đội trưởng của Hoàng Gia Lai đã lên tiếng và giúp cho Kiev Tỷ Sắc mang lại niềm vui cho các cổ động viên phố núi. Tỷ số là 1-0 trước cả hai đối thủ mà ban lãnh đạo của Hoàng Gia Lai nói rằng họ cần phải vượt qua để chứng tỏ rằng mình có phải là ứng cử viên hay không, là SHB Đà Nẵng và Hà Nội, thì bàn thắng mở tỷ số đều đến từ những tiếng sút xa. 1-0 Lương Xuân Trường. Đó là pha lập công đầu tiên của trận đấu được rất nhiều người chờ đợi này. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa tình huống sút xa của Lương Xuân Trường. Dứt điểm hấp để đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường. Đó cũng là cự ly mà Văn Toàn đã ghi bàn vào lưới của Tuấn Mạnh trên sân vận động Hòa Xuân.
Và đó là giải pháp mà huấn luyện viên Kiatisak đã động viên các học trò của mình cần phải tự tin và quyết đoán hơn để tìm kiếm cơ hội dành cho mình. Vẫn đang là đội bóng áo vàng. Đó sẽ là một tiếng dứt điểm từ xa. Bàn thắng dành cho Nam Định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Cơ hội đầu tiên của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay đến từ một tiếng sút xa. Và bây giờ thì bàn thắng đầu tiên của họ cũng đến từ một vòng như vậy. Niềm vui lần đầu tiên cho các cổ động viên Nam Định. Trước khi Hoàng Xuân Tân có tình huống dứt điểm từ xa thì một pha va chạm mang tính chất giữ chân của cầu thủ áo trắng đã tạo ra khoảng trống cho Hoàng Xuân Tân. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống sút xa thành bàn của Hoàng Xuân Tân. Sau một nhịp quan sát, Hoàng Xuân Tân đã quyết định. Dario Junho. Dario Junho, pha solo của Junho. Rất nguy hiểm, tỷ số là 2-0, một pha solo tuyệt vời của Dario Junho. Thi đấu tương đối bế tắc và nhạt nhòa trong suốt quãng 70 phút thi đấu. Nhưng Dario Junho đã có một pha solo tuyệt vời. Những cầu thủ Brazil thường là như vậy. Họ thi đấu mang đậm tính chất biểu diễn, nhưng đó lại là những gì mà người hâm mộ được hưởng lợi. Một pha solo qua 5-6 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của Dario Junho. Những pha chơi bóng thiếu quyết liệt của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, phần nào họ sợ phạm lỗi trong cuộc 16-50. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng của Dario Junho. 2 cầu thủ, 3, 4. Một pha dứt điểm treo góc đánh bại Dương Quang Tuấn. Lần này sẽ là quả đá phạt của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm, bàn thắng dành cho Việt Thiêu. 1-0 dành cho đội khách. Hoàng Đức là người đã tạo ra tính đột biến với quả đá phạt của mình. Bóng đi thẳng về khung thành của thủ môn Vũ Tuyên Quang. Tình huống phạt đáng sai của thủ môn đã chơi rất hay ở vòng đấu trước. Cuối cùng thì Viettel cũng đã có được bàn thắng để vươn lên. Một pha bóng cố định đã giải quyết tất cả. Và tính bất ngờ được tạo ra từ cái chân trái của Hoàng Đức. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Đức tại V-League mùa này. Tính bất ngờ đã được tạo ra từ quả đá phạt vừa rồi. Cú đá thẳng về khung thành đối phương. Và chắc chắn là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ phải có sự thay đổi ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chào bóng này của Hoàng Đức. Quả bóng đã tạo ra sự bất ngờ. Thủ môn Vũ Tuyên Quang đã có một bước bắt bài cho một pha bóng phối hợp, nhưng Hoàng Đức thì dứt điểm thẳng về khung thành của Top Line Bình Định. Tỷ số là 1-0. Phạm Văn Đức lại một lần nữa rất trống trải, tuyệt vời. Tôi đã cảnh báo em. Quang Hải. Hai đội bóng, hai màu sắc, nhưng mang trong mình chung một lòng nhiệt huyết, chung một sức trẻ và chung một khát khao khẳng định vị thế. Sau 8 năm, một câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu lại tới Việt Nam. 19 giờ ngày 30 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Giang Hữu Quốc tế, đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, đội bóng hàng đầu nước Đức, từng vô địch UEFA Champions League. Hai màu sắc chung một điểm hẹn, cùng trải nghiệm không khí bóng đá phong cách Bundesliga ngay tại Việt Nam. Trận đấu được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media. Vé chính thức được mở bán vào ngày 26 tháng 10 năm 2022.
vị khán giả truyền hình thân mến, xin mời quý vị cùng trở lại với sân vận động Pleiku để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Nam Định. Kết thúc 45 phút đầu tiên, cả hai đội đều đã có những cơ hội thực sự rõ rệt. Tuy nhiên chỉ có Hoàng Anh Gia Lai là cụ thể hóa được những pha lên bóng của mình. Từ một quả đá phạt góc thì An Sehi đã lập công để giúp cho thầy chó lợi viên Katisak có được lợi thế dẫn trước một bàn sau hiệp 1. Hiệp đấu thứ hai, câu lạc bộ Nam Định sẽ bảo vệ cầu môn phía bên tay trái màn hình của quý vị. Trong hiệp đấu đầu tiên thì hình ảnh mà câu lạc bộ Nam Định cho thấy là rất xông xáo, rất quyết tâm. Thế nhưng đội bóng này vẫn thiếu đi một chút bài bản cũng như là sự mạch lạc để có thể tìm được đường xuyên thủng mảnh lưới của Hoàng Anh Gia Lai. Một tình huống lên bóng đáng chú ý của câu lạc bộ Nam Định đánh đầu, không vào. Thanh Trường đã có một quả tạt bóng như đặt cho người đồng đội. Tiếc rằng cú đánh đầu cuối cùng thì lại đi chệch mục tiêu. Rất đáng tiếc cho Rodrigo Diaz ở pha bóng này. Cầu thủ mang áo số 11 đã bỏ lỡ một cơ hội để mang về bàn thắng thứ 3 cho mình ở mùa giải năm nay. Nhưng đó cũng là một lời cảnh báo về những gì mà hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải trải qua nếu như họ để lộ ra những sơ hở. Trung Hiếu, Hoàng Xuân Tân. Trong hiệp đấu đầu tiên thì Hoàng Xuân Tân đã có một cú sút phạt cực kỳ nguy hiểm, đưa bóng đi dội cột dọc khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Pha xử lý trong phạm vi hẹp rất tốt của Công Phượng. Tình huống chạm bóng cuối cùng thì lại hơi thiếu cảm giác. Và thủ môn Trần Liêm Điều cũng đã có một tình huống băng ra rất kịp thời. Mặc dù chưa có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng Công Phượng cũng đã để lại được dấu ấn với một tình huống đá phạt góc có thể nói là như đặt để An Sehi lập công. Trong bối cảnh mà AFF Cup 2022 cũng đang đến gần thì Công Phượng chắc chắn sẽ phải cải thiện phong độ của mình để có thể cạnh tranh với những đối thủ như là Tiến Linh, Tuấn Hải hay cả Văn Quyết nữa. Chúng ta vừa được xem lại tình huống đánh đầu nguy hiểm của Rodrigo Diaz, suýt chút nữa thì đã có được bàn thắng săn bằng cách biệt cho câu lạc bộ Nam Định. Bóng được mở ra cho Văn Toàn. Văn Toàn tỏ ra hơi đơn độc trong tình huống này. Anh đã chuyền bóng cho Trần Bảo Toàn. Văn Sơn đang là Bảo Toàn. Chiếc xe buýt 2 tầng vừa được câu lạc bộ Nam Định dựng lên áp xa rất nhanh. Vẫn đang là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Quyền kiểm soát đã mất đi. Rodrigo Diaz, Trung Hiếu. Đường chuyền của cầu thủ này là quá mạnh. Một đường lên bóng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Washington Randall. Bóng không thể tới vị trí của Bảo Toàn. Với pha Hồng Duy dứt điểm ngay, không vào. Một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm của Nguyễn Phong Hồng Duy. Bóng nửa đẩy và đi với một quỹ đạo rất khó chịu. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Một cú vuốt bóng rất căng của Nguyễn Phong Hồng Duy. Chỉ có may mắn mới có thể cứu cho câu lạc bộ Nam Định thoát khỏi một bàn thua ở pha xử lý vừa rồi. Sự ngẫu hứng đã dần trở lại với đôi chân của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai
sau khi họ có được bàn thắng dẫn trước, áp lực đã được cởi bỏ đi phần nào. Đi bóng rất quyết tâm, vẫn đang là các cầu thủ áo trắng. Dứt điểm, không phải là một quyết định dứt điểm của Trần Trung Hiếu. Đây là Xuân Tân, nguy hiểm. Trung Hiếu đưa bóng vào trong, Mauricio đã kịp thời giải nguy với một tình huống đánh đầu. Bây giờ là tốc độ của Văn Toàn, đó là một tình huống sai lầm của Minh Nghĩa. Tiếp tục đến lượt cú dứt điểm của Công Phượng. Bóng đã tìm tới đúng vị trí của thủ môn Trần Liêm Điều. Thủ môn Trần Liêm Điều đang có một ngày làm việc cực kỳ vất vả. Ngay những phút đầu tiên của hiệp 2 thì Hoàng Anh Gia Lai đã gây ra những áp lực lớn lên khung thành của câu lạc bộ Nam Định. Và tung người móc bóng của cầu thủ mang áo số 94 Mauricio. Kéo áo rồi. Hoàng Xuân Tân đã phạm lỗi với Hồng Duy. Đây là cú dứt điểm trước đó của Công Phượng. Bóng đập đất rất khó chịu. Đó là một tình huống mà các thủ môn hoàn toàn không hề ưa thích một chút nào. Rất may là thủ môn Trần Liêm Điều đã làm chủ được tình hình và không cho mảnh lưới của câu lạc bộ Nam Định bị rung lên lần thứ hai. Đây là Trần Trung Hiếu, bóng mở sang bên phía cánh trái. Không có tiếng còi và trận đấu vẫn đang tiếp tục. Huấn luyện viên Ketisak vừa rồi cho rằng bóng đã ra ngoài sân. An Sehi đã có được một tiếng nói quyết định cho pha bóng vừa rồi. Minh Vương, một đường chọc khe bồng của Minh Vương dành cho Văn Toàn. Washington Brandao, sự cản lướt của Washington Brandao cố gắng thu hút các hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống cho đồng đội ở phía trong. Minh Vương không dễ để xuyên thủng một hàng phòng ngự có số đông của câu lạc bộ Nam Định. Đừng chọc khe chưa đúng ý đồ của Minh Vương, đã không có đồng đội nào di chuyển để đón đường truyền vừa rồi. Một thế trận tương đối phóng khoáng đang được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tạo ra. Nhưng đây là một tình huống nguy hiểm của câu lạc bộ Nam Định. Victor Mansaray dứt điểm, không vào. Vẫn là một tình huống rất đáng chú ý của câu lạc bộ Nam Định và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã phải mất tới 2 nhịp mới có thể bắt gọn trái bóng. Victor Mansaray đã có một pha bóng cực kỳ rõ ràng, che chắn rất khéo léo. Cuối cùng thì bàn thắng lại không đến với câu lạc bộ Nam Định ở pha xử lý vừa rồi của Victor Mansaray. Đang có một cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai bị đau ở trên sân, đó là Công Phượng. Một cái nhăn mặt cho thấy là cầu thủ mang áo số 10 vẫn đang rất đau. Đây là một thời điểm rất nhạy cảm của mùa giải. Năm nay thì Công Phượng chưa cho thấy được hình ảnh đích thực của mình. Hiệu suất ghi 5 bàn sau 15 trận đá đấu không phải là một con số mà người hâm mộ chờ đợi ở một ngôi sao như Công Phượng.
Và bây giờ thì một ngôi sao khác là Lương Xuân Trường sẽ vào sân. Lương Xuân Trường sẽ đánh dấu sự trở lại của mình sau một quãng thời gian gặp chấn thương, và anh sẽ thay thế cho Công Phượng. Các cổ động viên của bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy lo lắng, hy vọng rằng Công Phượng không phải gặp một vấn đề quá lớn. Hoàng Anh Gia Lai đã mất đi sự phục vụ của Tuấn Anh, và bây giờ sẽ là Công Phượng. Washington Van Dao. Bóng đá đi ra hết đường biên dọc. Xử lý rất tốt của Văn Toàn. Hoàng Xuân Tân. Một đường chuyền mất bóng rất nguy hiểm của cầu thủ mang áo số 9. Và hệ quả là Hạ Long đã phải đưa ra quyết định phạm lỗi. Mỗi đội đều đã có những sự thay đổi người bất đắc dĩ trong trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng bị đau để nhường chỗ cho Xuân Trường. Còn bên phía câu lạc bộ Nam Định, Đinh Mạnh cũng đã phải rời sân với một cái chân tập tễnh để nhường lại vị trí cho Phan Văn Hiếu. Xuân Trường sẽ là người thực hiện quả đá phạt cho Hoàng Anh Gia Lai. Một tình huống chuyền bóng sang bên phía cánh trái cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Văn Sơn. Quả tạt bóng của Văn Sơn đã chạm người hậu vệ của câu lạc bộ Nam Định trước khi đi hết đường biên ngang. Người đã chạm bóng cuối cùng là Phạm Minh Nghĩa. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Một quả đá phạt góc như thế này trong hiệp 1 thì đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số. Và bây giờ họ cũng sẽ chờ đợi vào một tình huống tương tự với Minh Vương là người thực hiện quả đá phạt góc. Nguy hiểm, dứt điểm. Đó không phải là một cú dứt điểm đúng ý đồ của Xuân Trường. Nhịp độ đã chậm đi. Đang có một cầu thủ Nam Định bị đau nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Văn Thanh. Điểm đến cuối cùng của trái bóng lại là đôi bàn tay của thủ môn Trần Liêm Điểu. Phan Văn Hiếu. Washington Van Dao đã có thể đứng dậy. Trần Trung Hiếu. Đây là Rodrigo Diaz. Không thể chiến thắng được Mauricio trong tình huống tranh chấp tay đôi. Một cơ hội nữa bị các cầu thủ áo trắng phung phí. Họ cầm bóng ít hơn. Thế nhưng khi mà có cơ hội để triển khai tấn công thì họ lại để nó trôi qua một cách rất lãng phí. Nguyễn Phong Hồng Duy. Văn Sơn. Vào sân thì Xuân Trường sẽ đóng một vai trò tiền vệ phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Một tình huống sai lầm của hậu vệ câu lạc bộ Nam Định, bóng đến chân của Văn Toàn. Dứt điểm. 2-0 cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng thứ 6 của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Một sai lầm của hàng phòng ngự đội khách và ngay lập tức họ đã phải trả giá. Cả hai bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai đều đến từ những tình huống sơ hở của hậu vệ đối phương. Cơn khát bàn thắng của Văn Toàn đã chính thức được giải. Thêm một cơ hội để ăn mừng với các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai trên khán đài.
Văn Toàn hoàn toàn xứng đáng với bàn thắng này sau rất nhiều những nỗ lực của anh ở những trận đấu đã qua. Thêm một bàn thắng nữa để giúp cho Văn Toàn khẳng định được giá trị của mình. Một tình huống diễn ra rất nhanh. Văn Toàn đã vượt qua được hậu vệ bên phía đối phương và tận dụng tốt sai lầm của đội trưởng Hạ Long. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Cú dứt điểm sau đó cũng là rất hiểm hóc. Bóng đi về góc xa khung thành và thủ môn Liêm Điều đã không kịp đổ người. 2-0 cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Một ngọn núi rất cao đã được đặt lên trước mắt của câu lạc bộ Nam Định ở trận đấu ngày hôm nay. Xuân Tân, Thanh Trường cần phải có những sự đột biến trong những pha lên bóng của câu lạc bộ Nam Định. Và đây là một pha bóng như vậy, nguy hiểm, không vào. Một pha lên bóng rất đáng chú ý của câu lạc bộ Nam Định. Nhưng thêm một lần nữa thì họ lại không thể được ăn mừng. Rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Nam Định ở pha bóng vừa rồi. Điều mà câu lạc bộ Nam Định rất cần vào lúc này là một bàn thắng để có thể lấy lại được tinh thần. Nhưng điều đó vẫn chưa tới. Quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Nam Định. Thanh Trường là người thực hiện quả đá phạt góc. Mauricio đang là người có chiều cao tốt nhất ở trên sân. Và người thường xuyên va chạm với anh là Rodrigo, một cầu thủ khác cũng có chiều cao rất ấn tượng, hơn 1m90. Đánh đầu. Không có một tình huống dứt điểm tuyến hai cho câu lạc bộ Nam Định. Phạm lỗi rồi. Mauricio là người giải nguy. Sau đó thì Trần Trung Hiếu đã phạm lỗi với Văn Toàn. Pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn cho Hoàng Anh Gia Lai phản công. Một tình huống dẫm chân nhau của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Xuân Tân, Victor Mansaray. Mansaray chưa để lại được nhiều dấu ấn. Vẫn đang là Thanh Trường. Mansaray. Tình huống chuyền bóng khá vô duyên của Victor Mansaray. Phạm lỗi. Câu lạc bộ Nam Định sẽ có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 18, Đoàn Thanh Trường sẽ rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 10 là Trần Mạnh Hùng. Trần Mạnh Hùng là người đang có thành tích ghi bàn tốt nhất của câu lạc bộ Nam Định ở mùa giải năm nay. Mạnh Hùng đã có được 3 pha lập công. Tình huống áp sát rất nhanh của Washington Randall. Vẫn đang là cầu thủ áo số 30, cơ hội đã mở ra. Văn Toàn, Washington Randall làm gì đây? Vẫn đang là Washington Randall trong vòng cấm. Không có nhiều phương án để phối hợp đối với cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Bóng trở lại với Washington Randall.
Xuân Trường. Thêm một lần nữa thì Văn Toàn đá ngã, nhưng trọng tài không thổi phạt câu lạc bộ Nam Định. Phan Văn Hiếu cướp bóng rất chủ động, đó là Asehi. Văn Toàn đã ra hiệu để xin bóng. Washington Randall, một quả đá phạt dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Đó là điều mà người hâm mộ của đội chủ sân Pleiku mong muốn được chứng kiến, những pha phối hợp và xử lý kỹ thuật thanh thoát của các cầu thủ áo vàng. Sự tự tin đã trở lại với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Nam Định đã dồn đội hình để tấn công, và đó là lúc mà những khoảng trống bên phần sân nhà của họ lộ ra. Hoàng Anh Gia Lai sở hữu những cầu thủ có tốc độ rất tốt như Washington Randall hay là Văn Toàn, và đó là lúc mà họ có thể khai thác một cách triệt để những khoảng trống mà đối thủ đã để lại. Chúng ta sẽ chờ đợi vào một quả treo bóng của Xuân Trường. Đó là tình huống đánh đầu giải nguy của Phạm Minh Nghĩa. Đó là một quả treo bóng hướng tới cái đầu của cầu thủ hậu vệ người Hàn Quốc An Sehi. An Sehi đã rất tinh quái và lẻn ra sau hàng phòng ngự của câu lạc bộ Nam Định. Minh Vương sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho Hoàng Anh Gia Lai. Minh Vương dứt điểm tuyến này. Thời cơ phản công cho câu lạc bộ Nam Định. Mạnh Hùng, Victor Mansa đây, hơi chậm mất rồi, hơi chậm. Mạnh Hùng vẫn đang là các cầu thủ áo trắng. Rodrigo Diaz, đường chọc khe dành cho đồng đội Mạnh Hùng là quá mạnh, mặc dù ý đồ thì là rất tốt. Một pha phối hợp ở tốc độ cao của câu lạc bộ Nam Định, nhưng họ lại thiếu đi một chút chính xác ở pha chạm bóng cuối cùng. Rõ ràng là chỉ có đưa bóng lên tuyến trên một cách nhanh nhất mới có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Huỳnh Tuấn Linh là người thực hiện quả phát bóng. Nếu không thể có được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì chặng đường trụ hạng với câu lạc bộ Nam Định sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Ở những vòng đấu tới thì thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ phải đọ sức với những đội bóng khá mạnh, đó là câu lạc bộ Hải Phòng và cùng với đó là Sông Lam Nghệ An, và quan trọng nhất sẽ là trận đấu ở vòng 25 khi mà câu lạc bộ Nam Định sẽ thi đấu trận chung kết ngược với đối thủ là câu lạc bộ Sài Gòn. Hạ Long, Trung Hiếu, bóng đến chân của Phạm Minh Nghĩa.
Hoàng Xuân Tân. Đường chuyền hơi theo bài của Rodrigo Diaz. Tình huống thoát pressing tốt của Minh Vương. Văn Toàn, Washington Brandao đang di chuyển. Vẫn đang là Văn Toàn. Phạm lỗi. Pha xử lý bình tĩnh của Minh Vương. Kể từ khi vào sân thì Xuân Trường thường xuyên là người thực hiện những quả đá phạt cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Với Phong Hồng Duy. An Sehi. Và phá bóng rất mạnh của Phạm Minh Nghĩa. Lúc này thì Văn Toàn đang là người chơi cao nhất trên hàng công của Hoàng Anh Gia Lai. Hỗ trợ phía sau của anh sẽ là Washington Brandao. Hoàng Xuân Tân có bóng bên cánh phải. Rất khó hiểu với pha xử lý vừa rồi của Xuân Tân. Đội nhà đang bị dẫn trước 2 bàn. Nhưng từng pha chạm bóng của các cầu thủ Nam Định thì lại thiếu đi sự tập trung. Tiếp tục là một tình huống như vậy. Lần này thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã không tiếp cận được trái bóng. Trần Trung Hiếu. Đinh Viết Tú. Chào bóng vào trong. Tình huống nhồi bóng vào vòng cấm của Trung Hiếu là quá sâu. Phản công cho Hoàng Anh Gia Lai. Tốc độ của Washington Brandao. Minh Vương đã tham gia tấn công. Không được. Có lẽ Minh Vương đã muốn nhường lại trái bóng cho Xuân Trường ở một vị trí trống trải hơn. Đình Sơn. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày trở về không trọn vẹn của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Quả bóng gồm đang để cho đối thủ dẫn trước tới 2 bàn và không cho thấy nhiều những sự khởi sắc và những tia hy vọng để có thể tìm kiếm được bàn thắng vào lưới của thầy trò huấn luyện viên Katisak. Nếu như tỷ số này giữ nguyên thì đó sẽ là một trận thắng vô cùng quan trọng đối với Hoàng Anh Gia Lai. Mạnh Hùng. Tranh chấp rất quyết liệt giữa Trần Trung Hiếu và Trần Bảo Toàn. Còn đây là bàn thắng đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Một cú dứt điểm chìm và rất hiểm hóc của Văn Toàn. Một tình huống phán đoán sai của đội trưởng Hạ Long và ngay lập tức Văn Toàn đã biến món quà mà đối thủ
dành cho mình trở thành một bàn thắng. Văn Thành ném biên. Liên tiếp là những tình huống để mất bóng đáng trách của các cầu thủ Nam Định. Cách biệt khá sâu đang khiến cho các cầu thủ Nam Định đánh mất đi thứ vũ khí lợi hại nhất của mình, đó là tinh thần. Thêm một tình huống bứt tốc nữa của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, và không thể làm gì khác ngoài một pha phạm lỗi. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Người bị phạm lỗi là Bảo Toàn, một cầu thủ xuất thân thi đấu ở hành lang cánh và sở hữu một tốc độ rất ấn tượng. Thứ 77 và tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía Hoàng Anh Gia Lai. Xuân Trường. Văn Thành thực hiện quả ném biên cho đội chủ nhà. Không thể qua người thành công. Tiếp tục là một quả ném biên rất mạnh nữa. Trọng tài đã căng cờ. Đã có lỗi trong pha ném biên của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Người đã thực hiện tình huống ném biên trái luật là Văn Thanh. Cơ hội Rodrigo Diaz. Rodrigo Diaz vẫn đang chơi khá xa so với khung thành. Đưa bóng vào trong. Bóng đá nằm gọn trong tay của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, không có một chút sai lầm nào trong pha xử lý vừa rồi của thủ môn bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Mạnh Hùng không phải là một cầu thủ có chiều cao tốt và phù hợp với những tình huống bóng bổng như vừa rồi. Những cơ hội vẫn đang trôi qua một cách rất vô vọng với câu lạc bộ Nam Định. Mauricio. Pha xử lý có phần mạo hiểm của Mauricio và thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Nỗ lực áp sát của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Nam Định đã khiến cho thủ môn Huỳnh Tuấn Linh không có được một đường chuyền như ý. Mauricio muốn Huỳnh Tuấn Linh băng ra, nhưng đồng đội của anh thì lại không làm như vậy. Tiếp tục là một tình huống giải nguy nữa. Trong bóng đá hiện đại thì các thủ môn ngày nay
ngày càng bị đòi hỏi nhiều hơn ở khả năng chơi chân. Đánh đầu Mạnh Hùng, dứt điểm. Cầu thủ Nam Định cho rằng bóng đã chạm tay nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Trần Trung Hiếu, Mạnh Hùng, một đường chuyền xuyên tiến tốt của cầu thủ mang áo số 10 Đinh Viết Tú. Phan Văn Hiếu dứt điểm đi, không được nỗ lực lăn xả của hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai. Đó có lẽ là một tình huống chuyền bóng bằng đầu của Rodrigo Diaz, nhưng anh đã không thành công với nỗ lực vừa rồi. Mauricio đang bị đau. Đây là những giây phút mà Hoàng Anh Gia Lai cần phải làm giảm đi nhịp độ tấn công của đối thủ. Trận đấu đang bị gián đoạn để các nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho Mauricio. Mauricio đã bị đau sau pha tì đè với Rodrigo Diaz. Phan Văn Hiếu, giải pháp an toàn đã được Bảo Toàn đưa ra. Một quả phá bóng đi hết đường biên dọc. Tạt bóng vào trong. Văn Toàn, tốc độ của Văn Toàn đã phát huy được giá trị. Đẩy bóng và đua tốc độ vẫn đang là Văn Toàn. Văn Toàn trong vòng vây của hai cầu thủ áo trắng. Và anh đã không thể tạo ra được một cơ hội cho đồng đội ở phía trong. Hoàng Anh Gia Lai luôn sẵn sàng với những tình huống phản công như vừa rồi. Đội chủ nhà chấp nhận lùi sâu và nhường thế trận cho đối thủ. Thế nhưng đó lại là một cái bẫy răng ra với câu lạc bộ Nam Định. Họ hoàn toàn có thể sẽ phải đối mặt với những đường bóng phản công sắc lẹm của Hoàng Anh Gia Lai. Văn Sơn quan sát rất nhanh để đưa bóng lên tuyến trên cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Nhưng Hồng Duy đã không thể khống chế được đường truyền vừa rồi. Còn đây là pha bứt tốc trước đó của Văn Toàn. Chạm bóng cuối cùng đi hơi mạnh. À, lợi thế đã bị Văn Toàn đánh mất. Rodrigo Diaz, Trung Hiếu, Mạnh Hùng vẫn đang là cầu thủ mang áo số 10. Hoàng Xuân Tân không thể có được một cú dứt điểm. Trần Trung Hiếu, và tiếng còi đã cất lên. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp tục có sự thay đổi người.
Văn Toàn là người rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Đức Việt. Nguyễn Đức Việt là một cầu thủ rất trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ mang áo số 24, sinh năm 2004 và năm nay mới 18 tuổi. Ý đồ chọc khe là thông minh nhưng pha xử lý thì lại thiếu cảm giác, bóng đi quá mạnh và cơ hội trôi qua. Thêm một sự thay đổi người nữa của Hoàng Anh Gia Lai, A Hoàng sẽ là người vào sân. Hoàng Anh Gia Lai đã bắt đầu sử dụng những cầu thủ dự bị, những người không thường xuyên được thi đấu ở mùa giải năm nay. A Hoàng cũng như là Đức Việt mới chỉ có lần lượt 3 và 5 trận thi đấu ở V-League 2022. Phan Văn Hiếu cướp bóng rất tốt nhưng trọng tài thì thổi phạt rồi. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai không hài lòng với quyết định thổi phạt này. Người đã có một pha truy cản là Văn Toàn. Và đó cũng là dấu ấn cuối cùng của Văn Toàn trong trận đấu ngày hôm nay. Lê Văn Sơn cũng sẽ là người rời sân. Một trận đấu đáng khen của Văn Toàn. Anh không chỉ chấm dứt được cơn hạn bàn thắng của mình mà còn giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có được một trận đấu tốt và có thể là một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Hồng Duy cũng sẽ rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Thanh Nhân. Liên tiếp là những sự thay đổi người của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Những trụ cột đều đã được rút ra nghỉ và đi kèm với những cái bắt tay là những nụ cười của ban huấn luyện. Một trận đấu mà tất cả các thành viên của Hoàng Anh Gia Lai đều có thể cảm thấy hài lòng. Bóng được mở ra Minh Vương. Hầu hết những tình huống lên bóng của câu lạc bộ Nam Định đều mang một công thức quen thuộc. Đó là những đường chuyền dài vượt tuyến với điểm đến là Rodrigo Diaz. Pha xử lý rất hay. Nhưng đường chuyền cuối cùng thì lại hơi nhẹ. Hoàng Xuân Tân. Mạnh Hùng. Phan Văn Hiếu. Trần Trung Hiếu. Lợi thế về mặt hình đã giúp cho Trần Trung Hiếu chiến thắng ở pha tranh chấp tay đổi. Một tình huống bật rất cao để đánh đầu giải nguy của Mauricio. Mạnh Hùng. Xuân Trường. Bóng tới vị trí của Thanh Nhân. Thanh Nhân là một cầu thủ rất trẻ nên cũng đã giới thiệu được mình tới đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
đóng góp của cầu thủ này cho Hoàng Anh Gia Lai mùa giải năm nay cũng là tương đối đáng kể. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ. Một cơ hội nữa dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Văn Thành dứt điểm không được. Đường chuyền ra có lẽ là của Bảo Toàn. Thời gian còn lại là không nhiều, nhưng Hoàng Anh Gia Lai thì vẫn chưa muốn dừng lại. Họ vẫn đang tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ 3. Trận đấu tốt của An Sehi, anh không chỉ khóa chặt những ngòi nổ nguy hiểm bên phía đội khách mà còn tự mình lập công. Một bàn thắng rất ý nghĩa. Một cơ hội thực sự rõ rệt dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Minh Vương đang có mặt trong vòng cấm và chờ đợi một tình huống căng ngang. Nhưng quả căng ngang đó thì lại không tới được vị trí của tiền vệ mang áo số 8. Victor Mansaray. Mạnh Hùng chờ đợi đồng đội để phối hợp. Một cú dứt điểm từ xa của số 10 bên phía câu lạc bộ Nam Định. Bóng đá đi chạch khung thành. Thời gian là không còn nhiều. Và các cầu thủ Nam Định đang cố gắng đưa trái bóng áp sát khung thành càng nhanh càng tốt. Ném biên rất mạnh. Washington Wandao. Những phút cuối cùng nhưng thể lực của cầu thủ này vẫn là rất dồi dào. Washington Wandao đưa bóng vào trong. Bây giờ thì Minh Vương lại là người được lựa chọn để trở thành điểm đến cuối cùng trong những đường truyền của Hoàng Anh Gia Lai. Trần Trung Hiếu. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống mắc lỗi. Và đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Đình Thái đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Nam Định. Tỷ số chung cuộc là 2-0 với những bàn thắng của An Sehi và Văn Toàn. Chuỗi 10 trận đấu liên tiếp không thắng của đội chủ sân Pleiku đã chính thức khép lại. Xin được chúc mừng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và chặng đường còn lại với câu lạc bộ Nam Định để trụ hạng sẽ là cực kỳ khó khăn. Và tới đây thì buổi bình luận của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và anh đang giấu em điều gì phải không? Đầu.